vùng đất duyên hải Trung Bộ nổi tiếng với nhiều cảnh quan nền thơ, với núi rộng, sông dài và những bãi biển, vịnh biển được xếp hạng đẹp nhất hành tinh. Nhưng khi nhắc về miền Trung, thì hẳn nhiều người còn nghĩ về một vùng đất của gió Lào, cát trắng cùng nhiều nỗi nhọc nhằn của bão, lụt, thiên tai mà vùng đất này phải gánh trên vai. Hà Tĩnh đón chúng tôi bằng một trận nắng đầu mùa cuối tháng 3. Là trận nắng mới, nhưng nhiệt độ ngay lập tức đã lên tới 34-35 độ C. Trời oi nồng. Sau khi làm xong thủ tục liên hệ công tác, chị Lệ Thủy, cán bộ văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã giúp chúng tôi có những hình ảnh ban đầu về thiên tai ở vùng đất Hà Tĩnh, quê hương của chị. Tôi sinh ra ở cái vén như sông Gia thuộc huyện Thạch Hà của tỉnh Hà Tĩnh. Ở quê tôi thì nghèo và nghèo lắm đấy. Thì người nông dân ở quê tôi rất là cần cù thiếu thương thiếu khó để sản xuất ra từng hạt lúa củ khoai thoát lại cái đói nghèo. Nhưng mà quê nghèo lại càng nghèo thêm, bởi vì hàng năm quê tôi phải hứng chịu bao nhiêu là thiệt hại do thiên tai gây ra. Từ nhỏ thì tôi đã chứng kiến được là bao nhiêu là cái trận lũ làm người mất mùa, và đã bao lần thì tôi chứng kiến mẹ tôi, một cái cô giáo, sáng đến trường làng, chiều thì tăng gia sản xuất để nuôi những người con khôn lớn đứng bên đám ruộng lúa và khóc vì là do cả cái trận bão gây ra là mất mùa lúa trắng đồng đấy. Thấu hiểu và đau đáu với những vất vả, khó khăn mà thiên tai mang đến, chị Thủy quyết tâm học hành để có thể làm được những gì có ích cho quê hương. Cơ duyên đã giúp chị đến với công tác phòng chống thiên tai. Tình cảm và trách nhiệm đã giúp chị gắn bó với công việc vất vả này suốt gần 20 năm. Bão, nước biển dâng, sói lở bờ biển, hạn hán, dông sét, ngập lụt, xâm nhập mặn và thoái hóa rừng phòng hộ là những loại hình thiên tai chủ yếu và thường xuyên. Có thể nói, có bao nhiêu loại hình thiên tai được quy định trong luật phòng chống thiên tai thì các tỉnh miền Trung nhận đủ. Lũ lụt là dạng thiên tai phổ biến mà Hà Tĩnh và cả khu vực ven biển miền Trung phải đối mặt hàng năm. Để tìm hiểu về ảnh hưởng của lũ lụt tới cuộc sống của người dân nơi đây, chúng tôi đến xã Điển Mỹ, một xã thấp nhất của vùng rốn lũ Hương Khê. Trong cái nắng chang chang đầu hè, nhiều gia đình ở đây đã lại chuẩn bị để đón mùa lũ tháng 7 sắp tới. Tuyệt đối khu vực này thì khí hậu tương đối là khắc nghiệt đó, là vì khi mùa rét thì rét gọi là không chịu được. Rồi về mùa nặng thì là nặng chảy da chẳng hạn, như bữa nay mấy ngày nay là nặng không chịu được đấy. Chuẩn bị rồi đấy là có khi lên đến 40-42 độ đấy. Về mùa này thì ngày nhất là cái nặng là một, về hai nữa là về cái lốc xoáy. Mùa mới đến thì chuẩn bị sáng tháng 7, tháng 8 thì chuẩn bị là lo lụt. Dấu ấn về lũ lụt không phai mở trong tâm trí của người dân địa phương. Dấu tích của thiên tai có lẽ chỉ còn lại trên những cột mốc đo mực nước lũ. Cây cột hơn cả cột điện này chính là dấu mốc của một trận lũ đã từng nhấn chìm xã Điển Mỹ năm 2010. Dòng nước cao nhất thì như năm 2010 là như nhà của con đây là cái nhà ngói lụt nóc 50 phân đấy. Mực nước khoảng 8 mét, nơi vườn này là khoảng 8 mét, ngập sâu 8 mét. Phải chuẩn bị chủ động chứ không, như năm đó thì gọi là mất hết, là vì nước lên nhanh quá. Thâu bò rồi thì của gái bên làng còn bị trôi nhiều. Mỗi năm, người dân Điển Mỹ phải đón ít nhất vài ba trận lụt. Cứ mưa lớn là nơi đây lại có lụt. Nguyên nhân của hiện tượng này được một chuyên gia khí tượng thủy văn giải thích. Hà Tĩnh là một tỉnh ở khu vực Bắc Trung Bộ, là cái khu vực mà giao tranh giữa các khối không khí, nằm trong một trong những cái địa phương của nằm trong cái ổ bão của thế giới, cho nên là tình hình thiên tai diễn ra liên tục. Đặc biệt là địa hình hẹp ngang và gần với biển, cả cái sông ngắn và dốc, cho nên là lũ lên rất nhanh. Và phải nói rằng nếu như Việt Nam chúng ta là một trong những đất nước rất nhiều thiên tai, thì Hà Tĩnh là một trong những địa phương nhiều thiên tai nhất cả nước.
Địa thế tựa lưng vào núi, trông ra biển, được ví như một ngôi nhà có mặt tiền hướng biển, tạo ra lợi thế cho phát triển kinh tế, xã hội cho các tỉnh duyên hải Trung Bộ. Nhưng địa hình có chiều ngang hẹp, chia cắt phức tạp, cùng mạng lưới sông suối dày đặc, ngắn, dốc đã tạo ra nhiều rủi ro, thách thức trong phòng chống thiên tai. Và trong nhiều năm qua, đối với Hà Tĩnh thì thường xuyên chịu ảnh hưởng gần như hầu hết các loại hình thiên tai mà theo luật phòng chống thiên tai đã quy định, đặc biệt lũ, bão, nắng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn, lũ quét, lũ núi, rồi lốc xoáy thì không có năm nào không xảy ra mà người dân Hà Tĩnh phải gánh chịu. Đặc biệt có những năm chúng tôi thống kê có những năm liên tiếp bão lũ xuất hiện trong vòng thời gian rất ngắn, có những bão trồng bão, lũ trồng lũ gây thiệt hại nặng nề cho cả người và tài sản của nhân dân Hà Tĩnh. Nếu như ở phía Bắc Trung Bộ, Hà Tĩnh là một trong những trung tâm bão lụt, thì đi vào phía Nam, Thừa Thiên Huế cũng là một trong những vùng trọng điểm mưa bão lũ ở khu vực duyên hải Trung Bộ. Chỉ tính riêng năm 2020, có 14 cơn bão đổ bộ vào nước ta, thì các tỉnh từ Nghệ An tới Quảng Ngãi, Phú Yên phải đón liền 9 cơn bão, đổ bộ dồn dập trong vòng 2 tháng. Đó có lẽ là một con số kỷ lục mà có lẽ chẳng khu vực nào phá nổi. Do yếu tố địa lý nên Thừa Thiên Huế là một trong những tỉnh ở miền Trung Việt Nam chịu ảnh hưởng tác động thiên tai và tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu hàng năm rất là lớn. Thì Thừa Thiên Huế thường xuyên bị ảnh hưởng của bão lũ, lũ quét, sạt lở, sói lở bờ sông bờ biển, hạn hán, xâm nhập, bão lụt gây ra, đặc biệt là tác động của bão lụt rất là lớn. Trong thời gian từ năm 2010 cho đến năm 2020, như vậy thì là do tác động thiên tai thì đã làm cho 115 người chết và thiệt hại về kinh tế là khoảng 5.610 tỷ đồng. Riêng trong thời gian từ tháng 10 cho đến tháng 12 năm 2020 thì bão lũ đã ảnh hưởng trực tiếp đến Thừa Thiên Huế, làm trên 51 người chết và mất tích, thiệt hại về kinh tế trên 2.300 tỷ đồng. Chỉ trong hai thập kỷ gần đây, thì các tỉnh miền Trung đã phải hứng chịu nhiều trận thiên tai lớn và thiệt hại cũng vô cùng nghiêm trọng. Đặc biệt là năm 2020, một mùa mưa bão bất thường nhất với nhiều tổn thất nhất. Bão chồng bão, lũ chồng lũ và đặc biệt là lượng mưa rất lớn không chỉ làm cho tình trạng ngập lụt ở miền Trung thêm phức tạp mà còn làm gia tăng thêm một loại thiên tai nguy hiểm khác, đó là trượt lở đất. Chỉ trong một thời gian rất ngắn, hàng loạt vụ trượt lở nghiêm trọng đã xảy ra tại Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Nam. Và cũng chưa có năm nào mà số người thương vong và cơ sở hạ tầng bị phá hủy do trượt lở đất, do mưa bão lại nhiều như vậy. Không chỉ có trượt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng thấp, khu vực bờ biển dài của miền Trung cũng chịu nhiều thiệt hại với tình trạng xâm thực bờ sông, bờ biển. Điều kiện cũng như đặc điểm tự nhiên của Lộc Hà thì vừa có ven biển, đồng băng và vùng núi. Do vậy là các cái loại hình thiên tai ví dụ như là lốc, bão, lũ lụt, kể cả sạt lở đất khi đủ về đối vùng miền núi có ảnh hưởng. Rất là cụ thể, gần đây thì năm 2019 đối với địa bàn huyện Lộc Hà, mặc dù là được đầu tư khá là bài bản về hệ thống đê kè, nhưng năm 2019 là đấy sóng đánh sập phần mái ở đê Thịnh Lộc, và gần đến nữa là năm 2020 khi mình chưa tập trung để làm sóng thì là bị tiếp tục đánh sập thêm phần nhiều. Từ Bắc vào Nam có thể kể ra hàng trăm điểm sạt lở dọc bờ biển miền Trung, mà có nhiều điểm tình trạng xâm thực đang diễn biến phức tạp, cuốn trôi nhiều diện tích đất, hủy hoại nhiều công trình, đe dọa đời sống và sản xuất của nhiều xóm làng. Trong những năm lại đấy thì biển xâm thực vào cái khu vực của cửa lạch của Cẩm Dương là rất lớn và làm ảnh hưởng đến cái luồng lạch của người dân. Và đặc biệt tháng 10 năm 2020
thì có 3 điểm sạt lở tại thôn Phúc Hải, thôn Hải Bắc và thôn thôn Hải Nam đã làm ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến cái tuyến kè biển của xã Cẩm Dương. Hiện tượng sỏi lở bờ sông, bờ biển của Thừa Thiên Huế cũng diễn ra rất là ác liệt. Toàn tuyến ven biển của chúng ta là có 10 điểm sạt lở với tổng chiều dài 20 km. Có nhiều nơi là sạt lở so với cái đường bờ cách đây khoảng 20 năm, nó vào khoảng tầm 150-200 m. Mỗi năm thì sạt xâm thực như vậy là khoảng 10-15 m, ảnh hưởng rất lớn đến khoảng 30 vạn dân của 42 xã ven biển. Có bao nhiêu loại hình thiên tai được quy định trong luật phòng chống thiên tai thì các tỉnh miền Trung nhận đủ. Nhưng cũng chẳng có nơi đâu thể hiện rõ sự ngoan cường vượt qua những thử thách của thiên nhiên như người dân ở vùng đất này. Những ngày đêm bão lũ thiên tai là những ngày đêm không ngủ của người dân và của các cán bộ phòng chống thiên tai các cấp. Gần như là mưa lũ chúng tôi không bao giờ được ở nhà cả. Và ăn cơm tại cơ quan, ở tại cơ quan và đêm thì trực ứng trực rồi báo cáo tổng hợp tham mưu báo cáo tại cơ quan ạ. Và đặc biệt là những ngày mưa lũ nó gần như có những trận lũ đó chúng tôi gần như đi cả tháng trời đấy. Dạ. Và có những đêm 4 5 đêm liền cũng không ngủ đâu. Ứng trực và tất cả là dồn sức cho về chống bão lũ ấy. Khi tình huống thiên tai xảy ra, các đội viên xung kích xuống từng thôn, đến từng nhà để hỗ trợ, cứu hộ. Phương châm 4 tại chỗ được quán triệt và tuân thủ. Bên cạnh đó là tình đoàn kết, tương thân tương ái được phát huy. Cứ người có điều kiện giúp đỡ người khó khăn. Gia đình không bị ảnh hưởng, cùng mang những gia đình bị ảnh hưởng để vượt qua thiên tai. Và để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai mang lại, thì mỗi địa phương cũng có những cách làm riêng của mình. Phòng chống thiên tai cần phải huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc. Đối với Hà Tĩnh thì các cái cơ sở vật chất phòng chống thiên tai còn hạn chế. Vì vậy Hà Tĩnh tập trung chỉ đạo theo hướng là chủ động phòng tránh. Đặc biệt ba chính đó là thứ nhất phải dựa vào dân là chính. Người dân phải chủ động phòng chống thiên tai tại chỗ của họ, đóng rõ tại chỗ, 4 tại chỗ trong người dân vẫn là chính. Vì chúng ta cũng không thể ứng phó ngay cho người dân khi thiên tai xảy ra, mà chính người dân là người họ phải nỗ lực, họ phải từ chống chịu với thiên tai. Thứ hai là chính quyền địa phương vẫn là cái tổ chức cơ sở để thực hiện từ công tác lập kế hoạch phòng tránh thiên tai đến cái công tác chủ động phòng tránh thiên tai là chính. Và cái thứ ba đó là cái 4 tại chỗ là chính. 4 tại chỗ chúng tôi xây dựng không chỉ là 4 tại chỗ ở cấp tỉnh, cấp huyện mà 4 tại chỗ mà ngay trong địa phương, từng thôn xã và người dân. Chính nhờ cái nỗ lực mà chúng tôi dựa vào 3 chính đó, cho nên là những năm vừa qua đã giảm được rất nhiều thiệt hại, đặc biệt là thiệt hại về người. Công tác phòng chống thiên tai đã đạt được một số kết quả khả quan. Đặc biệt, giải pháp nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác phòng chống thiên tai luôn được chú trọng. Nhờ đó, công tác dự báo, cảnh báo, chỉ đạo, điều hành ứng phó, đặc biệt là trong tình huống thiên tai lớn như lũ, bão đã có nhiều tiến bộ. Cùng với đó, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ hỗ trợ, tham mưu và ra quyết định chỉ đạo điều hành phòng chống thiên tai là một giải pháp mới. Cũng xác định rất rõ là nguyên tắc đầu tiên và cơ bản nhất của phòng chống thiên tai đấy là phòng ngừa chủ động, nên là chúng tôi cũng đã cố gắng hết mình để góp phần vào công tác phòng chống thiên tai, góp phần vào công tác dự báo cảnh báo sớm để giúp nhân dân phòng chống thiên tai. Cho được áp dụng cái khoa học công nghệ thì các cái số liệu sau khi quan trắc đã rất là nhanh chóng được cập nhật kịp thời trên các cái hệ thống dự báo. Đặc biệt là trong những cái thời điểm có thiên tai thì là sẽ các cái số liệu từ đài khí tượng thủy văn Hà Tĩnh sẽ được gần như tức thời được chuyển đến các địa phương để các địa phương có ứng phó kịp thời. Bên cạnh công tác kiện toàn hệ thống của các cơ quan phòng chống thiên tai từ trung ương xuống các địa phương thì nhiều công trình cũng được đầu tư nâng cấp. Công trình hồ thủy điện Tả Trạch đã trở thành phòng tuyến cắt lũ hiệu quả cho các địa phương ven biển của tỉnh Thừa Thiên Huế.
và ở phía Bắc Trung Bộ, công trình thủy lợi Ngàn Trươi, một hồ chứa lớn thứ ba của nước ta đi vào hoạt động, đã tham gia điều tiết, cắt lũ rất hiệu quả. Các hồ chứa thủy lợi, đặc biệt là các hồ chứa lớn trên các lưu vực sông thì đều được đưa vào cái chức năng nhiệm vụ ưu tiên là cái nhiệm vụ phòng chống lũ cho hạ du. Thì nhờ hồ Ngàn Trươi thì vừa qua là chúng ta đã kiểm soát lũ rất là tốt trên sông Ngàn Sâu, sông La. Như vậy thì các cái hồ thủy lợi vừa qua đã góp phần rất là quan trọng trong việc giảm nhẹ cái lũ lụt cho bà con nhân dân ở vùng hạ du. Ở thượng nguồn thì hệ thống công trình hồ đập luôn được đảm bảo an toàn trong quản lý, vận hành. Ở vùng ven biển, các công trình cơ sở hạ tầng phòng chống thiên tai cũng được đầu tư, nâng cấp để nâng cao khả năng chống chịu. Đặc biệt là hệ thống đê kè, khu neo đậu, tránh trú tàu thuyền luôn được quan tâm đúng mức. Trong cái thời gian vừa qua thì từ trung ương đến tỉnh như huyện đã tập trung trong cái việc nâng cấp cái hệ thống đê kè biển từ Thình Lộc đến Thạch Kim, Thái Kim với chiều dài 13 km với mặt đê là bằng bê tông, rồi là phía mặt ngoài là mình gia cố bê tông, trong là đá. Nhờ có cái hệ thống đê kè mà các cái người vùng thường xuyên bị xâm thực cũng như bão thì trước đây họ đã di cư hóng ở khi chưa có bờ đê, nhưng sau này khi có bờ đê thì người dân lại quay trở lại sinh sống và làm ăn trong việc đánh bắt thủy hải sản cũng như là sản xuất nông nghiệp. Có thể nói rằng là khi có cái hệ thống đê kè này thì nó giảm thiểu rất là lớn trong cái việc xâm thực. Với những điểm sạt lở được các cơ quan chức năng ở các địa phương khảo sát, cập nhật và có những phương án xử lý để sẵn sàng chuẩn bị cho mùa mưa bão sắp tới. Và với lượng phương tiện đánh bắt thủy hải sản lớn, nhiều công trình neo đậu, tránh trú bão cũng đã được đầu tư. Đối với cảng ở cửa biển này thì vai trò phòng chống lụt bão rất quan trọng. Thứ nhất là khi có cái gió bão thì tàu vào đây được neo đậu để mà tiếp nhiên liệu, hậu cần nghề cá là rất an toàn, nhanh. Thứ hai nữa là về đưa người lên bờ là kịp thời. Anh em được biết thì cái ấu thuyền này rất lớn. Nếu mà làm xong thì thứ nhất là tàu các cái nghị định 67, tức là tàu trên 800 mã lực là vào được. Và lượng tàu thuyền vào đó thì phải là từ 300 đến 500 là chiếc. Ngoài sự đầu tư của nhà nước, của địa phương cho công tác phòng chống thiên tai, thì khi về với nhiều xóm làng, từ miền núi đến vùng đồng bằng, vùng ven biển, chúng tôi còn cảm nhận được sự chủ động, ngoan cường vượt khó của người dân miền Trung. Quyết Tiến là một thôn nằm ngoài đê La Giang, thuộc huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Lũ lụt với người dân nơi đây là chuyện đã quá quen thuộc khi mùa mưa đến. Và người dân nơi đây đã hình thành nhiều tập quán sinh hoạt, sản xuất phù hợp với điều kiện tự nhiên của vùng lũ. Ở quê hương chúng tôi thì hầu như sinh ra và lớn lên thì là thích ứng. Để cho mùa lũ là mình chủ động hoàn toàn, mình không phải là đòi di dời xa. Chăn nuôi gia súc, trâu bò thì mình phải có cái nhà vượt lũ. Thế còn con người á, thì mình chuẩn bị hầu như gia đình nào có cái thuyền, người ta gọi là thuyền ba lá để thay cái phương tiện đi lại trong mùa lũ bão. Thế còn lương thực và thực phẩm thì hầu như thì nhà nào cũng gọi là có nhà để kế gạc để vượt lũ. Rồi ví dụ như chất đồ thì mình có bếp ga cho nên rất chủ động. Rồi ví dụ nước sạch thì hầu như nhà nào cũng có một cái bồn chứa nước đề phòng mùa lũ bão để dùng nước sạch. Ở những địa phương vùng rốn lũ, gia đình nào cũng phòng sẵn một chiếc thuyền và chiếc thuyền nào cũng trong tình trạng được bảo quản tốt. Ngôi nhà nào cũng có thêm một căn gác xếp gọi là trạng để chủ động cất trữ lương thực và ở khi lũ về. Khi điều kiện kinh tế khấm khá hơn, nhiều căn chòi vượt lũ được gia cố hay những căn nhà vượt lũ di động cũng được đầu tư chuẩn bị sẵn cho mùa mưa bão sắp đến. Ông Cẩm cũng chia sẻ về những tập quán sản xuất mà người dân trong xã ông đang áp dụng để thích nghi với điều kiện thời tiết, đặc biệt là ứng phó với lũ lụt hàng năm. Nó có một cái phong tục tập quán để sống chung thì ví dụ như là canh tác và trồng trọt. Đối với mùa lúa, cái mùa đông xuân thì là chúng quy luật rồi.
Nhưng mà đối với mùa hè thu người ta bảo là cái mùa né lũ á, thì người dân ở đấy thì người ta làm giống ngắn ngay. Một thứ hai là làm trước thời tiết. Ví dụ như vùng là không lũ lụt thì người ta làm muộn hơn, nhưng mà đấy thì làm sớm hơn để đến cái mùa lụt bão là đã đông đã thu hoạch xong. Thế còn mà những cái rau màu thì mình người ta dân ở đây làm thì vào cái hái cái tháng gọi là cao điểm của lụt lụt thì người ta không canh tác, nhưng mà lại rất chủ động về hạt giống này nọ, lại nước rút là làm ngay. Cơ cấu sản xuất ở nhiều địa phương cũng được thay đổi cho phù hợp, đặc biệt là trong bối cảnh của biến đổi khí hậu thì thiên tai sẽ ngày càng phức tạp hơn, nguy hiểm hơn. Tuy gặp nhiều thách thức, nhưng nhiều tỉnh Trung Bộ với cách làm hiệu quả đã được công nhận là điển hình trong công tác phòng chống thiên tai. Thừa Thiên Huế là cái tỉnh chịu tác động của nhiều thiên tai từ trong cái lịch sử phát triển cũng như trong quá trình cả thời gian dài, cho nên là cái việc mà phòng tránh, xây dựng các cái kế hoạch thích ứng chủ động phòng ngừa thì là cần đặt lên hàng đầu. Ngoài ra thì quan tâm lồng ghép trong các cái chương trình phát triển kinh tế xã hội, công trình khắc phục thiên tai cũng như xóa đói giảm nghèo, rồi tái cơ cấu ngành nông nghiệp cũng như là các cái chương trình về xây dựng nông thôn mới. Trong cái 19 tiêu chí thì tập trung xây dựng cái tiêu chí về thủy lợi, về hạ tầng nông thôn, về điều kiện đáp ứng các điều kiện phòng chống thiên tai trong xây dựng nông thôn mới, rồi lồng ghép trong cái chương trình phát triển kinh tế xã hội phải là thích ứng với thiên tai. Với nhiều giải pháp tổng thể, chuyển từ bị động ứng phó sang chủ động phòng ngừa, chủ động thích ứng, công tác phòng chống thiên tai của các địa phương duyên hải Trung Bộ tuy gặp nhiều thách thức nhưng đã có những kết quả đáng khích lệ. Nhưng chúng ta cũng không được phép chủ quan. Khi biến đổi khí hậu đang có diễn biến ngày càng phức tạp thì thiên tai ở miền Trung vẫn còn nhiều diễn biến khó lường. Chính vì vậy, các địa phương ở đây cần thực hiện đồng bộ nhiều nhóm giải pháp như nâng cao nhận thức về thiên tai, tăng cường cảnh báo sớm về bão, lũ, ngập lụt, sạt lở đất, quản lý lũ tổng hợp theo lưu vực sông, đảm bảo an toàn hồ chứa, phòng chống hạn hán, đảm bảo an toàn hệ thống đê biển, cơ sở hạ tầng ven biển. Công tác phòng chống thiên tai phải làm liên tục, thường xuyên, chủ động để tạo thành văn hóa, thành tập quán mới trong cộng đồng. Chia tay vùng đất nắng lửa, suy nghĩ của người cán bộ phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh cũng là những thông điệp chúng tôi muốn gửi gắm. Đó là thấy dân mình còn chìm trong mất mát, đau thương do thiên tai gây ra, thì Đảng, Chính phủ, những người làm công tác phòng chống thiên tai từ Trung ương tới địa phương còn cần phải tâm huyết, phải sáng tạo, phải dồn toàn bộ sức lực để cho một cộng đồng, một xã hội an toàn hơn, phát triển hơn.